Hello, chào cả nhà, ngoại chào các cháu. Hôm nay ngoại sẽ kể câu chuyện. Câu chuyện này ở xóm mới á, thì cái bà bạn này là bả ở xóm mới, bả mới chia sẻ lại cho ngoại. Là cái câu chuyện này bà tên bà Na phải không? Bả chuyên gia, bả ở xóm riêng á. Ví dụ ai có bị đau bệnh gì đó ha, thì bà sẵn sàng cạo gió cắt lưng rồi vậy đó. Rồi với chẳng hạn như mà trẻ nhỏ mà đau cái thời hồi đó đó, không biết không, đau con nít mà đau ban mà nó ốm như con khỉ mà nó ăn, khi mà nó độ ngoài bên này cục vậy nè là phải đi cúng, đi cúng cho nó mới hết. Nhưng bà biết cách cúng, bà mua bánh gì hồi xưa người ta gọi bánh bần á, không biết không, bánh bần nó giống như cái bánh bò mình vậy, mà nó là cái bánh chứ không phải là như bánh bò. Rồi cái bánh đó là bà dắt cơm rồi bộ đồ của em bé này nọ, bà đem ra cái gò nào mà bà cúng không biết không. Bà nói bà cúng cũng được là mấy chục đứa vậy là hết luôn đó. Thì giống như người ta kêu bà là bà thầy Na đó. Hồi xưa đó thì cái câu chuyện này là coi như là trước giải phóng đó. Thành thử ai mà bây giờ còn ai mà ở cố cụ hỏi bà cụ Na đó là người ta biết hết trơn á. Bà ở xóm mới á, bà cúng xong xuôi đó ha, bà về, khi bà về, bà nhà hồi xưa á, đâu phải nhà lụp xụp nhà lá, không biết không? Mà cái cửa á, thì á, mình mở ra chứ không có chốt khóa vậy đó, chỉ như cái miếng chạy vậy thôi phải không? Đậy lại thôi chứ còn không có gì. Bà nói bà cúng xong xuôi rồi bà về, thì thường thường cúng là trời chật vật mới cúng đó, xế chiều phút mình mới cúng. Rồi bà về, bà vừa về mở cái cửa ra thì bà thấy con mèo bự to luôn nằm ở nhà bà. Bà mới thấy gì, bà la, bà la mèo, bà la vậy cái tự nhiên nó chạy mà nó chạy ngã sau, mà nhà bà đâu có cửa sau đâu, có một cửa trước thôi. Thì bà la vậy rồi chạy rồi mất tiêu luôn. Thế bà thôi bà biết rồi bà cũng không nói luôn. Đêm bà ngủ, bà ngủ cái nhà bà mà đâu có giường tường, cái sạp không biết bà đóng bằng cái tre đó, bà nẹp tre bà để. Bà ngủ thấy bà già lại, mặc đồ sọc rồi, giống như là người dân tộc vậy đó. Mất đánh bà, nói ai kêu mày tài lanh vậy hả, ai kêu mày tài lanh, mày cứu nó là con của tao đó, cái số này, cái số đó là số con của tao, tao muốn đem đi đâu tao đem, mày cúng hả, tao báo cho mày biết trước nha, mày mà cúng nữa tao bẻ cổ mày, biết không, tao bẻ cổ mày cho mày dở sống dở chết cho mày biết. Nhưng mà bả nghe bà này nói gì, bả mới nhìn bà này, thì bả đeo á nguyên một giống như là mà đeo hạ tràng hạt rồi dài lòng thòng xuống vậy nè. Mà bà nhìn kỹ nha, trong mơ á, bà nhìn kỹ bà thấy là sọ người không, mấy cái sọ không à, chứ không phải là bà đeo chuỗi hay gì á. Bà nói mà bà trợn con mắt bà lên, trồng trắng không, mà bà đưa hai cái răng nanh bà ra. Bà nói, tao báo cho mày biết trước mà bà dẫn lũ khủ theo này, nít á. Bà dẫn lóc nhóc rồi cỡ chừng mấy chục đứa luôn vậy. Bà nhìn á, thấy á, cái dáng thì dáng em bé mà cái mặt thì mặt y như con khỉ vậy. Nó nói hả, con của tao, tao muốn đem đi tao đem, mà mắc mớ gì mày, mày phải ai kêu mày cúng, ai kêu mày gỡ, tao báo cho mày biết trước, nếu mà mày cúng nữa là mày đừng trách tao. Thì cách nhau khoảng chừng dài 3 tháng vậy đó, thì người ta đồn, người ta nói là bả là bà thầy chuyên môn là cúng cho nít mà đau băng khỉ rồi vậy, con biết không. Thì người ta nhờ bả, bà mà không cúng bà nói thôi giờ có giận bà thì bà chịu, chứ bà không dám cúng, tại vì bà nằm mơ bà thấy như vậy đó. Cái mẹ của em bé năn nỉ khóc lại bà quá trời luôn, cái bà mới thấy vậy động lòng, bà nói thôi kệ đi, mình cúng mạng người mà đó. Thì bà cúng, bà nói thôi về mua đồ đi. Cái mẹ của em bé nói thôi giờ con cũng không biết mua cái gì, thôi nhờ bà mua giùm con đi. Thì hồi xưa mà, con biết không, đưa nhiêu, đưa chừng 5 đồng, 10 đồng thôi, rồi đưa cho bà mua đồ, bà cúng giùm vậy. Nếu không biết sao, bà cũng cúng xong xuôi vậy đó,
Mà đâu phải cúng một lần đâu con, cúng thí dụ như cúng 3 ngày, cúng y vậy đó, 3 ngày vậy đó. Giờ cái ngày cuối cùng luôn á, thì một bộ đồ của em bé, mà bộ đồ nào mà cũ rách của nó đó, đem lại cho bà cúng. À, bà vừa về tới nhà thôi, thì không biết ai xô bà hay gì không biết không, bà dấp bà té bà nằm, bà nằm dắt ngang cửa nhà, bà học máu bà chết luôn. Nếu con biết bà chết rồi á, bà hả có mấy đứa cháu ngoại mà thời điểm đó là ai cũng khó khăn con biết không, cho nên ha, tự nhiên á hả bà chết rồi mà hai đứa cháu nó chưa có biết. Hai đứa cháu nó, một đứa thì ở Củ Chi, còn một đứa thì ở An Sương á, còn bà ở số mới thì cũng An Sương với số mới nó cũng có xa bao nhiêu đó. Nó đang ngồi nó bán gì nè, nó bán hột vịt đó, hột vịt lạc, hột vịt này kia con biết không. Nó thấy tự nhiên giống như có cái bóng người mà đi vô trong nhà nó vậy nè đó, nó thấy như cái bóng đi vô nhà nó vậy. Thì hồi có người ở lại, đâu phải xưa chứ đâu phải như giờ có điện thoại được phải không, ta báo lâu sớm, ta báo ta nói là bà ngoại chết vậy vậy, bà té bà học máu bà chết. Cái nhỏ lắm nó trời ơi, nãy thấy cái dáng người, thấy cái bóng đi vô y chang ngoại luôn, nó nói vậy. Cái đó nó lên rồi á hả, cũng nghèo khổ, cũng nói cho người ta biết ở lối xóm vậy đó. Ta thấy như vậy thì người ta mới hả cho dán đóng cái quách cho, đóng cái hòm cho bả, chứ đâu có tiền đâu mua hòm con biết. Cái thời đó cũng là cái thời chiến, mà ở trong cái xóm mới con biết cái thời đó cũng chưa có ổn biết không, ở đó cũng lộn xộn hoài à. Mấy ông này về cũng quậy hoài luôn, thành thử nhà bá thì nhà lá đâu có cái gì đâu mà để đóng cho ông cho bả đó. Thì người ta mua dán mua đồ vậy bà người ta đóng rồi, người ta nói hồi xưa không biết đâu có phải nghĩa trang đồ mà đem tới đâu, ví dụ đất nhà trống vừa bà này bà không, bà chết rồi bà không còn ai ở trong gia đình phải không, chôn ngoài sau nhà bà đó, đào cái nguyệt chôn ngoài sau nhà bà, chứ không phải như đem tên nghĩa trang rồi này nọ, không có. Chỉ có thành phố mình hồi xưa thì có đất Thánh Chí Hòa, giờ kế nữa là ở Phú Thọ Hòa đó, là chỉ có hai cái đất đó thôi. Còn thí dụ như mình mà có tiền mình mua đất nhà thì ở cầu Băng Ki, phải không, ở cầu Băng Ki ha, đa cao đất hộ rồi đó, là ở mặt Vĩnh Chi đó không biết không, thì người ta gọi đa cao đó là đa cao đất hộ đó, là nghĩa trang đó. Đó thì con biết sau này người ta sợ đó, người ta mới bà khi bà chết rồi đó, người ta lập cái miếu nhỏ thôi con biết, ngay nhà bà vậy đó, sau ta làm cái nhà bà, ta phá tan ra ta để cái miếu chỗ đó. Rồi ta nói hồi bà còn sống thì bà cũng cứu người, bây giờ thí dụ như ai mà có lợi tìm tới bà thì kêu giờ đốt nhang giái bà, biết không, đốt nhang giái bà đi chứ bà cứu giùm vậy đó. Thì sau đấy con biết ở mấy người đó sớm người ta nói về thấy bà về hoài, thấy bà về hoài mà bà ngồi bà lượm những ví dụ ba cái đồ của bà đạp phá xuống vậy đó, bà ngồi bà lượm mà tội nghiệp lắm. Ở sớm đó bà chết chôn không được ba bộ đồ, thấy bà về hoài luôn. Rồi mấy đứa cháu ngoại bà thì nó về nó cúng, biết có cúng không, ở lối xóm ta thấy vậy đó, ta nấu cơm nó đồ ta lâu lâu người ta đem ra ngay chỗ đó người ta cúng cho bà, ta làm cái mâm nhỏ gì không biết không, cúng cho bà đơn sơ vậy cho bà thôi, tội nghiệp bà. Rồi con biết sau này ha, cái nhóm đó đó, cái nhà của bà sập xuống rồi con biết, người ta đi về người ta thấy con nít đâu mà giỡn ngay xanh quanh, chạy xanh quanh cái nhà của bà vậy nè. Cái mấy người mới nói ủa con ai rồi, lối xóm này đâu con nít nào đông đâu mày bu giỡn dữ vậy trời đó. Cái bà đó, bà cao đó, bà mới nói vậy nè, bà nói hả tôi thì tôi không thấy con nít nào hết trơn, tôi chỉ nghe tiếng cười thôi.
cười nó giỡn vậy thôi, mà tôi không có, tại vì bà nặng 4 vía bà không thấy, còn những người ta yếu vía đó người ta thấy, ta nói thấy này, nó chạy nắm tay chạy xanh quanh cho cái miếu của bà vậy này giỡn á, mà không phá ai hết trơn á. Lâu lâu vậy, nhất là còn con biết cái mùa mà có trăng á, là khuya ưa giỡn. Mà cái vùng quê đó là không biết 10 giờ hồi xưa là 10 giờ giới nghiêm rồi, thành thử giới nghiêm rồi đâu có ai mà ra đường, thấy chạy giỡn ngâm sùm vậy đó. Nhiều người ta nói thấy hả, mặc quần tà lõn đen ở trần, còn nhiều người nói thấy cạo ba giá cái đầu. Hồi xưa em bé cạo ba giá không biết không, cạo ba giá xong mặc áo thun chạy vòng vòng giỡn vậy nè, ta nói giống như là tụi nó chơi say khỉ vậy không biết. Cho nên ta cúng hoài luôn ở đó. Mà thí dụ con cháu ta mà bị bệnh nóng hay là gì người ta dị đoan đó, ta đem cơm ra đó người ta giái, ta giái cúng cho bà Mai đó, ba giác cơm bánh kẹo đó. Thì con biết hả, sau này á người ta thấy vậy đó, ta mới dời cái miếu đi, ta dời cái miếu đi đặng ta phóng cái lộ, không biết không, ta phóng lộ cho nó bự ra. Hồi xưa cái lộ nhỏ xíu à đó. Thì bà Hùng bà kể lại cho ngoại nghe, bác Hùng mới bắt ở là cũng ở trển, bắt đi đi về về vậy đó. Nhưng mà bà mướn nhà bên quận 4 bà ở, rồi sau này bà mới nghe ngoại kể vậy đó, bà mới nhắc lại cái câu chuyện gì cho ngoại nghe. Còn quên nữa ngoại sẽ kể tiếp. Bà còn nói câu chuyện này nữa mà bà ngoại quên. Bà nói hồi xưa đó, cái con chó của bà Na đó, bà nuôi con chó, bà con chó nó trắng tươi thôi, nó giống như là con chó cò vậy đó, trắng tươi. Cái mõm của nó là đỏ chét, nhưng mà lối xóm mà ta nói con chó này của bà đó làm như là nó có phần dông vậy. Nó cổng mà em bé mà dông nghi không biết không, giỡn với em bé dông nghi không, giỡn chạy vòng vòng luôn đó. Rồi á hả, ở lối xóm người ta thấy vậy đó, nhiều người mà ta yếu vía con biết không, ta nhìn thấy nó ta, giờ cái mấy người đó người ta mới nói bây giờ nếu mà nó già thì nó chết đi thôi, chứ đâu có ai mà giết nó, tại vì của bả mà giờ bả chết rồi đâu có ai nuôi nó. Có hả, có người đó người ta thấy nó hả, người nào mà ta yếu vía người ta nó thấy làm như là nó có 2 cái cánh gì con biết không, bạn chó ngộ lắm, nó trắng tươi à nhưng mà cái mõm của nó là đỏ, thấy không đó. Rồi cái cũng biết cái bữa đó người ta cho nó ăn sao đó, nó già quá rồi, 4-5 năm rồi, bả chết 3 năm mấy mà nó còn đó không biết. Rồi cái bữa đó người ta cho nó ăn là sao không biết, chiều lại ta lại ta thấy nó nằm sát bên cái mộ của bà, nó chết khô đó. Thì ngoại kể thì cũng có dính líu con chó trong đó, không là con chó là của bà nuôi rồi, khi bà chết rồi người ta lối xóm ta thấy người ta cũng cho ăn mà nó không có đi, nó cũng lần quần ở trong cái khuôn viên nhà bà thôi chứ nó không có đi đó. Người ta thấy vậy người ta cho nó ăn mà nó sống sao thêm mấy năm nữa mới chết, mà khi nó chết lại chết khô luôn đó. Thì ngoại kể câu chuyện này nó hơi ngắn đúng không, rồi ngoại sẽ kể câu chuyện nữa. Thì cái chú này hồi xưa là chú là coi như là lính chế độ cũ á, cái chú mới đi lính đó chừng sau mà giải phóng rồi chú mới về, coi như là dân mất nước còn biết không, người mà cái mà chưa có được công dân á, chưa có được quyền công dân, mất quyền công dân cho nên mới đi về quê mà về á, chợ Cờ Đỏ ở đâu với Cần Thơ á, ổng coi có nghề ổng hớt tóc. Hồi lúc mà ổng đi lính thì ổng hớt tóc cho quân nhân rồi chổng không biết không, sau này ổng mới hả giải ngũ rồi, giải phóng rồi ổng mới về, ổng về ổng che cái trại ngay nhà của ổng, ổng che thêm với cái trại lá vậy nè, ổng để phất tóc 5.000, 10.000 là vậy đó. Cái sau đó cái ổng có một cô vợ ở đó,
ở đó cái cũng đâu được 2-3 năm gì đó, không có con. Có con cái bà vợ á, bà bỏ nó đi. Bà đi cái ổng làm như ổng bị tâm thần vậy, không biết không? Ổng tưng tửng vậy đó. Thế ai người ta cũng hơi là hớt tóc, người ta nói đừng có hớt tóc cái thằng này. Thằng này nó hớt tóc nó hả, nó bị tâm thần đó. Cái tự nhiên buồn quá, cái không biết sao. Cái chạy lá ở trước nhà vậy nè, dẹp hết chạy lá luôn, đem ra suốt. Nhà thì ở sát bờ sông, đem ra ngoài phía bên bờ sông vậy nè, tẩm xăng đốt, đốt thiêu luôn, chết luôn. Chừng con biết chết rồi, về phá lối sớm quá trời luôn đó. Người ta thấy hả, con biết chợ Cờ Đỏ thì cho có cái cầu đi qua đó, con biết phía mà ai mà bạn hàng mà ta chở tôm cá vậy ha, thấy đứng trước dốc cầu, đứng giữa cầu luôn mà lửa cháy vậy nè, thấy người lửa cháy giống như là mày đang cháy xăng mày đốt vậy. Ta sợ, người ta đâu có dám qua. Cái có cái ông đó, ổng chắc ổng cũng có thờ gì hay là lỗ ban này phải không. Ổng mới nói, ổng nói hả, thấy như vậy chứ không có gì hết trơn, cứ chạy đi, không có sao đâu, không có lửa gì hết trơn á. Có cái ông xe ba gác, ông chuyên môn chở tôm cá cho người ta. Cái ông chạy lên tới dốc cầu, ông thấy vậy ông sợ, ông đứng khựng lại. Cái ông già ông nói, tao kêu mày đi, mày cứ việc đi, không có gì đâu. Trời ơi, cái thằng này nó chết rồi, nó về nó quậy vậy chứ. Ai đâu mà tự thiêu giữa dốc cầu. Đó, cái con biết sao, ổng chưa ổng giao cá rồi cho người ta thì ổng mới chờ ổng lấy tiền. Ổng giống như là cái dựa vậy, con biết không? Ổng lại cái xe ba gác, ổng lót dán lên ổng nằm ngủ không? Lại nắm cái vai ổng, lai vai ổng. Nếu ông nói ai, ông nói ai là tâm thần, là thằng điên vậy nè. Ông có chừng tôi bóp cổ ông, vừa nói dứt tiếng bóp cổ ông. Bóp cổ ổng la quá trời mà. Ổng la trong cái dí không, chứ đâu phải ổng la ở ngoài đâu, ai nghe. Ông là quá trời, ông chừng lồm cồm ngồi vậy. Lồm cồm ngồi vậy, cái thằng đệ tử ổng mới hỏi ổng. Hỏi, ủa cái gì chú ba, cái gì vậy? Ông nói, tao bị điên bóp cổ tao. Tao nói nó điên khùng, nó bóp cổ tao. Nói, ai vậy? Nói, thằng hớt tóc á. Rồi con biết. Ổng nói vậy sao, mấy người bạn hàng á, tao cũng sợ con biết. Cứ sáng nào á, nó lại á, nó để cái bàn nhựa của mình vậy nè, để cái bàn, để cà phê đá, điếu thuốc, đốt giấy cúng. Giờ ăn gì người ta cũng giấy người ta cúng. Nói thôi đừng phá. Bà già tội nghiệp, bà má mà bà má còn sống mà bà mù á con. Như không phải mù nhưng mà già quá là không thấy đường á. Tội nghiệp lắm. Mà con mình ông đó mà ông chết rồi thôi. Giờ lối sớm người ta nuôi bà. Đâu phải như bây giờ mà có trại dưỡng lão rồi. Ở trên thành phố mình có, dưới quê làm gì có. Đó. Thì thời gian vậy đó thì bả người ta thấy vậy, người ta tội nghiệp. Ở trong chùa đó, người ta nói thôi bây giờ trong chùa đó có nuôi mấy bà già mà không có cơ nhở, mà không có con cái gì, hoàn cảnh cô đơn vậy con biết không. Mới rước bả vô chùa cho bà ở. Thì cái nhà đó hả, sau này con biết để đó về cái làm có bánh đò đưa ngang sông, đưa qua đưa lại vậy nè, chứ không có ai ở hết trơn. Giống như cái nhà đò vậy đó, nó không có ai ở hết trơn đó. Là cái câu chuyện nó như vậy đó. Thì coi như là cái ông này á, hồi xưa ông đi lính chế độ cũ á, rồi ổng làm ăn thất bại, rồi ổng buồn tình vợ bỏ nó, con biết không. Rồi ổng tự thiêu ổng luôn. Mà con biết tự thiêu thì ổng đánh đổi tại dầu hôi hồi xưa dầu lửa đó. Nhưng mà có một cái là lá của ổng nó bắt nó cháy ổng luôn đó. Thì ngoại kể câu chuyện như vậy đó, coi như là kết thúc nha. Chào cả nhà và chào các cháu.